Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, đào tạo trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu ngành giáo dục, các sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ thị số 1112 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, tập trung 11 nhiệm vụ và giải pháp năm học 2022-2023. Để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp ngành giáo dục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động của các cơ sở giáo dục, kể cả công lập và ngoài công lập. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức triển khai thực hiện nội dung liên quan ở cấp hội trong tỉnh, tiếp tục hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị này ở địa phương mình, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.